Trong chuyên mục sau và xe tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc siêu xe mới nhất trị giá hơn 8 tỷ đồng của Hoa hậu Hương Giang và bạn trai CEO Mát Liu. Mới đây, nữ ca sĩ Hoa hậu Hương Giang được bạn trai Mát Liu tậu chiếc xe hộp hạng sang Maserati Quattroporte Grand Russo có giá khoảng 8 tỷ đồng. Nhìn từ trực diện, không ai mà không mê mẩn vẻ ngoài đẹp hút hồn của chiếc xe này với phong cách thiết kế đặc trưng của hãng xe đến từ nước Ý. Dễ dàng chinh phục mọi trái tim đam mê tốc độ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoa hậu Hương Giang yêu thích thiết kế chiếc xe này vì nội thất sang chảnh và đậm chất thời trang. Bên cạnh đó, cô thích hệ thống âm thanh vòm vì nó thuận tiện cho công việc khi di chuyển. Được biết, xe hộp này sử dụng động cơ V8 4,7 lít, công suất cực đại 460 mã lực trên 7.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 520 Nm trên 4.750 vòng một phút, cùng hộp số tự động 6 cấp. Khả năng tăng tốc nhanh khi đạt 100 km/h chỉ mất chưa đầy 4,5 giây, tốc độ tối đa cho phép là 303 km/h.